tìm Kayo chiếc xe buýt nhỏ trên YouTube. Lanny the Princess. Roads in the city are always full of cars and buses. But today, traffic seems to be worse than usual. The roads are jammed today. Hey, Lanny. Huh? Huh? Zito! It's nice to see you. You too. But why is there so much traffic today? Because a princess from a nearby country is visiting us today. A princess? Look! She's coming! Where? Wow! It's the princess! She's beautiful! Lanny was mesmerized by the beautiful princess. What? Uh-huh. You saw a princess? Mm-hmm. She was beautiful. What did she look like? Come on, tell us! Okay, I'll tell you. She had a beautiful dress on, and a sparkling jewel tiara on her head, and lots of sleek black cars guiding her along. Whoa! And everywhere she walked, they'd roll out the red carpet. Wow! That's amazing! Oh, how I wish I were a princess. Huh? What are you saying? You can't be a princess. Why not? I can too. It's not that, but not everyone can be a princess, you know? Oh, I guess you're right. I'll see you later. Huh? Poor Lanny. She seems disappointed that she can't be a princess. If only I could be a princess for a day. Wow! You can't be a princess! I'll never get to be a princess. The next morning, the little buses gathered at the repair shop. I think Lanny isn't feeling good. Yes, but I just can't seem to find anything wrong with her. I want to be a princess. Huh? What did she say? I want to be a princess too. Hey guys, I think I know a way for you to help Lanny feel better. You do? Yeah. I think Lanny is disappointed that she's not a princess. So, how about you guys let her be a princess for a day? Let her be a princess? No way! No! Why would we do that? Well, we can't just leave Lanny like that. Come on, Rogi! Yeah, it's only for a day after all. Okay. Lanny, guess what? We're gonna make you into a princess for a day! Me? A princess? Yes, princess. We are at your command. Huh? Ah! You guys are the best! Hey, I thought she was sick. Me too. Okay, now I'm going to tell you the rules. Number one. You have to call me Princess Lanny at all times. Okay, Lanny. Hey, that's Princess Lanny to you. Yes, Princess Lanny. Number two, you guys have to always watch out for me wherever I go. All right. And number three, you have to do whatever I tell you to do, okay? What? We can't do all that. Rogi, it's only for a day. Yeah. Huh? Okay. All right. Now, everyone say Princess Lanny. Princess Lanny? Say it again, louder this time. Princess Lanny! How long do we have to do this for? I don't know, but I'm getting tired. What is she doing, by the way?
Maybe she's imitating the way a princess walks. Really? So, do I look like a princess? You look funny! Huh? Hey! What are you guys doing? I told you, you're supposed to follow me wherever I go! Remember? Come on, Lanny, are you tired yet? Yeah, we're just going in circles. Maybe I am a bit tired. Then can we stop now? No, now you can entertain me. That was funny. Okay, Tayo, you're done. Next is Gani. I'm sorry, Princess, but I'm not good at anything. Fine. Since you were so good today, you're off the hook. Next is Rogi. What should I do? I guess I'll just sing. Rogi Rogi! Rogi Rogi! He's a friendly little bus! Speeding up! Slowing down! Stop! What was that? It was terrible. What? That wasn't singing. It was just noise. Do it again. Now. I'm not doing it again. No way. Excuse me? I want Rogi punished now. Come on, Lanny. Let's stop now. Yeah, we want to play something else now. But you guys wanted to do this first. Yeah, but you're being too bossy. He's right. Let's stop now. No. You can't do that. I can't believe you guys. Wait! Tayo, the little bus. They broke their promise. They're all so mean. Excuse me, can I please get a ride? What? Princess? You know? Of course! I saw you here not long ago. Come on, get in! Thank you. I can't believe I've met the princess. It's an honor to meet you. My name's Lanny. Nice to meet you, Lanny. Now, where shall I take you? I'd like to go somewhere fabulous. I do know a fabulous place. Would you like me to take you? Yes, thank you, Lanny. Sure. So Lanny took the princess to a road lined with flowers, and they had a fabulous time together. Wow, this is beautiful, Lanny. Thank you for bringing me here. No problem, but I'm sure you've been to much better places than this. With lots of nice cars following you, I've always been envious of you. Really? But I envy you, Lanny. Me? You can go anywhere you want to go and come to places like this whenever you want. But I'm not allowed to go anywhere by myself. Or even see my friends when I want to. So, I had to sneak away from the guards without them knowing. But won't you get in trouble? Maybe a little, if I get caught. But I'm so glad to have met such a great new friend like you, Lanny. Me too. Thanks a lot for everything, Lanny. Princess, you should come visit our bus garage next time. Your bus garage? Yes! Then you can meet all of my other friends, Princess. I'm sure you'll like them, too. Okay, I'll visit you soon. We'll be waiting for you. I'll see you later, Princess. Goodbye, Lanny. I should get back to my friends. They might be worried. It's so dark here. Hello? Welcome back, Princess Lanny. We've been waiting for you. You guys?
Right this way, Princess Lani. Okay. Wow! Welcome home, Princess Lani. Here you go. Wow! Lani, it's for you. Do you like it? Sorry about earlier, Lani. We'll treat you like a real princess from now on. Oh, you guys. I'm sorry, too, for not appreciating the great friends I have. But now, I know that having good friends is better than having a crown. I don't want to be a princess. I just love being with my friends. Oh, Lani. Then I guess you don't need the crown anymore. Well... could I wear it just for today? Oh, Lani! After a very exciting day, Lani came to realize that having great friends is better than being a princess. Công chúa Lani. Đường trong thành phố lúc nào cũng có rất nhiều xe. Nhưng hôm nay có vẻ giao thông không được tốt như mọi ngày. Hôm nay kẹt xe quá. Ôi, chào Lani. Chú Sito. Rất vui được gặp cháu. Dạ cháu cũng vậy. Nhưng sao hôm nay kẹt xe lâu quá vậy chú? Bởi vì có công chúa nước láng giềng sang thăm thành phố chúng ta vào ngày hôm nay đó mà. Công chúa sao? Nhìn kìa, cô ấy tới rồi. Dạ ở đâu? Wow, đó là công chúa. Cô ấy đẹp quá. Lani đã bị mê hoặc trước vẻ đẹp của công chúa. Sao? Em nhìn thấy công chúa hả? Cô ấy rất là đẹp. Em kể cho bọn anh nghe được không? Em bao kể cho anh nghe đi. Dạ được, để em kể. Cô ấy mặc một chiếc đầm rất là đẹp. Đeo một chiếc vương miện lấp lánh ở trên đầu. Và có rất nhiều xe hơi đẹp màu đen chạy theo hộ tống. Wow. Và cô ấy đi tới đâu là người ta trải thảm đỏ tới đó. Wow, tuyệt quá. Ước gì em cũng được làm công chúa. Em nói gì hả? Em không thể nào làm công chúa được đâu. Tại sao không? Em cũng có thể. Bọn anh không có ý đó. Nhưng mà em phải biết là không phải ai cũng được làm công chúa đâu. Em nghĩ là anh nói đúng. Hẹn gặp lại mấy anh. Tội nghiệp Lani. Chắc em ấy rất thất vọng vì không được làm công chúa. Ước gì mình có thể làm công chúa dù chỉ một ngày. Em không thể làm công chúa được đâu. Mình sẽ không bao giờ là công chúa. Sáng hôm sau, các bạn xe buýt nhỏ tập trung trước trạm sửa xe. Chắc là Lani đang bị bệnh đó chị Hana. Ừ phải, nhưng mà chị không thể tìm ra được nguyên nhân. Em muốn trở thành công chúa. Ý em ấy là sao? Em cũng muốn làm công chúa. Này các em, chị đã nghĩ ra một cách khiến Lani cảm thấy tốt hơn đó. Thật hả chị? Phải. Chị nghĩ là Lani sẽ rất thất vọng khi không được làm công chúa. Vì thế, các em hãy để cho em ấy được làm công chúa một ngày được không? Để em ấy được làm công chúa? Không thể nào. Sao tụi em phải làm điều đó chứ? Chúng ta không thể để mặc cho Lani như vậy được. Thôi mà, Rogi. Phải, dù sao cũng chỉ có một ngày thôi mà. Thôi được rồi. Lani, đoán thử xem. Tụi anh sẽ biến em thành công chúa trong một ngày. Em công chúa sao? Đúng vậy, công chúa. Chúng thần đang chờ lệnh của công chúa. Các anh là tuyệt vời nhất. Nè, anh nghĩ là em ấy bị bệnh rồi. Em cũng nghĩ vậy. Được rồi, bây giờ ta sẽ ban ra các luật lệ. Thứ nhất, các người phải gọi ta là công chúa Lani mọi lúc. Được, Lani.
phải gọi là công chúa Lenny mới đúng. Dạ, thưa công chúa Lenny. Thứ hai, các người phải xem xét cẩn thận những nơi ta đi qua đó. Dạ, thưa công chúa. Và điều thứ ba, các người phải làm theo những gì ta ra lệnh biết không hả? Cái gì? Tụi anh không thể chịu em hết được. Thôi mà anh Rogi, chỉ như vậy một ngày thôi mà. Phải đó. Thôi được rồi. Được rồi. Bây giờ mọi người hãy cùng đồng thanh công chúa Lenny. Công chúa Lenny. Nói to lên. Công chúa Lenny. Công chúa Lenny. Chúng ta phải làm thế này thêm bao lâu nữa? Em không biết, nhưng em thấy mệt rồi đó. Nhưng mà em ấy đang làm gì thế? Chắc là em ấy đang bắt chước cách công chúa bước đi đó anh. Thật hả? Nhìn xem anh có giống công chúa không nè. Anh làm mắc cười quá à. Hả? Nè, các người đang làm gì vậy? Chẳng phải ta đã nói với các người là phải đi theo ta mọi lúc hay sao? Không nhớ gì hết hả? Thôi nào Lenny, em không thấy mệt sao? À phải đó, nãy giờ chúng ta cứ đi vòng tròn hoài à. Hình như là em cũng hơi mệt rồi đó. Vậy tụi mình dừng lại được chưa? Chưa, bây giờ các anh phải làm cho em vui. Vui quá à. Được rồi Chayo, anh xong rồi. Tiếp theo là anh Gani. Xin lỗi công chúa, nhưng thần không biết làm gì hết. Thôi được, vì hôm nay anh đã làm rất tốt, cho nên em sẽ bỏ qua. Tiếp theo anh Rogi. Nên làm gì đây ta? Chắc chỉ cần hát là được. Rogi Rogi, Rogi Rogi, ta là xe buýt nhỏ tên Rogi, chạy đến đây rồi đến kia. Dừng lại. Cái gì vậy? Nghe khó chịu. Hả? Đó không phải là hát mà là tạo ra âm thanh thôi. Anh hãy mau làm lại đi. Anh sẽ không làm lại đâu. Không bao giờ. Anh mới nói gì đó? Em muốn Rogi bị phạt ngay bây giờ. Đủ rồi đó Lenny, chúng ta dừng lại thôi. Đúng vậy, bây giờ tụi anh muốn chơi trò khác. Nhưng các anh phải làm cái này trước đã. Được rồi, nhưng em hóng hách quá. Anh Rogi nói đúng. Anh nghĩ nên dừng lại thôi. Các anh không được làm như vậy. Em không thể nào tin các anh. Quên đã. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Các anh ấy không giữ lời hứa. Các anh ấy không thương mình chút nào. Xin lỗi, em có thể chở chị được không? Dạ. Công chúa. Em biết chị sao? Dạ tất nhiên, em đã nhìn thấy công chúa ở đây ngày hôm trước. Mời công chúa lên xe. Cảm ơn em. Không thể tin nổi là mình gặp được công chúa. Rất vinh hạnh được gặp công chúa. Em là Lenny. Rất vui được gặp em Lenny. Dạ, vậy bây giờ công chúa muốn đi đâu? Chị không biết. Hay mình tới nơi nào đó thật đẹp đi. Em biết một nơi rất đẹp. Công chúa có muốn em chở tới đó. Được đó, cảm ơn em Lenny. Dạ không có gì. Vậy là Lenny đã chở công chúa đến đường hoa. Và đẹp các quá. Bạn ấy đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau. Hay quá. Chà, nơi này đẹp quá Lenny. Cảm ơn em vì đã dẫn chị tới đây. Dạ không có gì. Nhưng em chắc là công chúa đã tới rất nhiều nơi đẹp hơn như vậy nữa. Với rất nhiều chiếc xe đẹp theo sau. Lúc nào em cũng ganh tị với công chúa. Vậy sao? Nhưng chị thì lại ganh tị với em đó Lenny à. Em hả? Em có thể tự do đến mọi nơi mà em muốn. Không những vậy, em có thể đi bất cứ lúc nào mà không bị ai làm phiền. Nhưng ngược lại, chị thì không thể nào làm được như em đâu Lenny à. Thậm chí chị muốn gặp bạn bè của chị cũng không được. Vì vậy, chị luôn muốn trốn khỏi những vệ sĩ của chị. Nhưng như vậy công chúa sẽ gặp phiền phức.
Có lẽ sẽ có chút phiền phức nếu như bị họ phát hiện. Nhưng hôm nay chị cảm thấy rất vui vì được gặp một người bạn mới thật tuyệt như em đó, Lani à. Dạ, em cũng vậy nữa. Cảm ơn em vì đã cho chị một ngày rất tuyệt vời, Lani. Công chúa ơi, lần sau công chúa nên ghé qua trạm xe của em chơi nha. Trạm xe của em hả? Dạ, công chúa có thể gặp những người thân và bạn bè của em nữa. Em chắc chắn là công chúa sẽ rất thích cho coi. Được, chị sẽ qua trạm xe của em sớm thôi. Em sẽ đợi công chúa. Hẹn gặp lại công chúa. Tạm biệt em, Lani. Mình nên quay về thôi. Chắc mọi người đang lo lắm. Sao mà tối quá vậy? Mọi người ơi. Chào mừng công chúa Lani đã trở về. Chúng thần đã đợi công chúa rất lâu. Các anh. Mời đi lối này, công chúa Lani. Dạ được. Wow. Chào mừng công chúa Lani đã về nhà. Của em đây. Wow. Cái này cho em đó, Lani. Em thích nó chứ. Đẹp quá đi. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin lỗi em vì chuyện hôm nay nha, Lani. Từ bây giờ, bọn anh sẽ đối xử với em như công chúa thật sự. Các anh. Em thành thật xin lỗi vì em đã không biết quý trọng những thứ em đang có. Nhưng bây giờ, em biết em có những người bạn tốt như các anh thì thật là tuyệt vời. Em không muốn trở thành công chúa nữa. Em thích được chơi đùa cùng các anh hơn. Vậy em không cần đoàn tùy tùng nữa đúng không? Thể làm công chúa hết hôm nay được chứ. Sau một ngày thú vị, Lani đã nhận ra rằng có những người bạn tốt còn vui hơn là làm công chúa nữa.